treo cờ Tổ quốc dịp lễ Tết, chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, đã trở thành nét đẹp văn hóa và là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, tại các khu điểm du lịch trong tỉnh đã rực rỡ màu cờ, tạo ấn tượng đẹp cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Ninh Bình. Dịp này, lượng khách đến tham quan tại khu du lịch Hang Múa khá đông, tầm 800 đến 1.000 lượt khách mỗi ngày. Trong đó, phần đa là du khách nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, Anh, Pháp, Mỹ, Ireland, Ấn Độ. Không chỉ bày tỏ sự thích thú trước thiên nhiên phong cảnh hữu tình nơi đây, nhiều du khách còn bày tỏ sự ấn tượng trước những lá cờ đỏ sao vàng được khu du lịch cắm ở nhiều khu vực, nhất là dọc tuyến đường gần 500 bậc thang lên tới đỉnh núi Ngọa Long. Tôi khá ấn tượng khi thấy lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ của Việt Nam được các bạn rất trân trọng và treo ở khắp khu du lịch Hang Múa để du khách chúng tôi thấy được niềm tự hào của các bạn về dân tộc. Đã nhiều năm nay, những ngày lễ Tết hay dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, với những ngày nghỉ dài là thời điểm vàng để khu du lịch Hang Múa đón lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Những lá cờ đỏ sao vàng được trang treo, trang trí tại nhiều khu vực trong khu du lịch chắc chắn sẽ là điểm nhấn để tạo sự thu hút với du khách trong nước, quốc tế. Việc treo cờ Tổ quốc trước các ngày lễ lớn như là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì việc treo cờ Tổ quốc nó mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Đó là nó giúp khơi gợi cái đẹp, cái niềm tự hào của bản sắc văn hóa Việt Nam và đồng thời cũng khơi gợi niềm tự hào cũng như là sự kiêu hãnh của không chỉ là của công dân Việt Nam mà là của những người làm du lịch. Mình muốn quảng bá đến với các du khách quốc tế khi đến với Ninh Bình và đến với Việt Nam. Tại trung tâm thành phố Ninh Bình, phố cổ Hoa Lư những ngày qua cũng trở thành tâm điểm của rực rỡ màu cờ. Xung quanh khu vực Hồ Kỳ Lân cho đến các kiosk kinh doanh đều được trang hoàng bằng màu cờ đỏ sao vàng rất bắt mắt. Đối với việc treo lá cờ Tổ quốc ấy, thì từ trước đến nay em nghĩ đấy là một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cứ đến ngày lễ thì các khu phố đều treo cờ Tổ quốc để bày tỏ một cái lòng tự hào cũng như là một cái thông báo về một cái dịp lễ mà rất là quan trọng của cả nước. Cùng với việc treo cờ Tổ quốc, Ban Quản lý Phố Cổ Hoa Lư còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tại đây ủng hộ chủ trương vẽ cờ Tổ quốc ở cửa cuốn mặt trước các kiosk nhằm tạo ấn tượng đẹp với du khách về một ngày lễ trọng đại của dân tộc đang đến gần và cũng để thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Điều dễ nhận thấy là rất nhiều du khách khi đến với các khu điểm du lịch trong tỉnh dịp này đều có chung cảm giác thích thú, hào hứng trước không khí chào đón sự kiện trọng đại của dân tộc, kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Trước những lá cờ, hàng cờ hay trước những bức vẽ cờ Tổ quốc, nhiều du khách đã tranh thủ check-in, chụp ảnh để có được những bức hình lưu niệm ý nghĩa với lá cờ Tổ quốc. Treo cờ Tổ quốc hay dạo gần đây có trào lưu vẽ cờ Tổ quốc trên các mái nhà, cửa cuốn là cách để mỗi người thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc. Những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong gió, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong những dịp kỷ niệm hay ngày trọng đại của đất nước, đã thêm một lần khẳng định tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc của các thế hệ người dân Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.